Chào tất cả anh em thợ trên cả nước. Hôm nay bà xã với cả thằng đệ tử ruột của mình là đang xử lý con xe này. Trời thì tối rồi, anh em nhìn thấy chưa? Thì ngày hôm nay thì Hiếu cũng nói với anh em là ngày nay Hiếu cũng có bổ 3 con xe. Đấy, vừa làm cho một em Huy trên Hà Nội, em vừa đi về xong con xe Sirius. Với cả vợ chồng cô chú thì Hiếu cũng không biết tên lắm, vợ chồng cô chú thì cũng lại vừa về rồi, vừa làm con gem Thái. Thì vừa chuẩn bị rảnh tay thì có cái chú này thì mang con xe gem xuống, bảo chết máy không nổ được. Đấy thì... đây là cắm trực tiếp vào buji rồi cũng không nổ được. Đấy đây đây, đấy điện đánh xanh ghét vào buji rồi. Cắm trực tiếp vào buji đéo nổ cái này. Đấy điện đánh vào buji lổ xanh toách không nổ được. Cắm trực tiếp buji rồi. Rồi. Thôi thì ra cầm cái buji thay đi em. Thay buji rồi, cắm trực tiếp chết rồi nhá. Mình bẹ ta rút cả cái bóp mới của ngoài ra này. Lôi tất cả các kiểu ra mà không nổ được. Thằng đệ tử ruột này đang hoang mang lắm đây này. Hoàng mang, rất là hoàng mang. Đấy. Lý do thì bán được kiểu này. lý do còn nhiều hơn cả lý chấu này. À. Hả? Cái chân ngắn này vợ. Ơi. Cái này. Ờ. Cái này. Mở ra cửa xem chân ngắn nào ok. Chỗ vài hay chạy xe qua. Cái đấy chân dài rồi. Chỗ mới là chỗ mới tích đi, chỗ đại cương đầu tiên được 38 mới. Chân dài hết thì chọn hai cái đều chân dài. Một ngắn một dài. Chứ có em ngắn đây. Đấy là trên chó rồi. Bảo quán Hiếu sửa xe. Là anh em nào cũng biết. Dạ vâng. À con của chú chạy ô tô à? Chắc toàn vào đây làm lốp chứ cần gì nữa. Lầm gì? Tháng ra tháo Uzi ra cháu. Ô sao đi. Đây. Loanh quanh như thế. Chưa chắc đã đệ tử đã khởi động lổ được con xe này đâu mà. Chú thấy hoang mang lắm. Nghe thì cứ dở dẫm chú mà giờ vào thì có khi lổ ngay rồi. Tay này đào tạo lâu lắm rồi đấy nhưng mà vẫn chưa thành thợ chuyên nghiệp thôi. Em lấy cái buji của LGK, buji thái xịn nắp cho chú ấy. Cái đấy vẫn chân dài. Thế à? Cháu cũng không biết lắm. Cháu thì ở đây luôn ông ạ. Đấy. Chắc chết gì? Điện vẫn khỏe chứ chết gì? Điện lổ đánh toanh toạch thế mà. Hôm nay là chỉ cho mỗi đệ tử làm khởi động con xe này không biết có lổ được không. Nó vừa đi uống rượu là nó đéo thích uống rượu thịt chó nhưng mà nó cứ ép uống rượu thịt chó. Thế thì chú đen. Vừa làm quả rượu thịt chó thì đen quá nhỉ? Vâng. Sao phải loại chó nó mới đỏ. Tớ hay uống rượu thịt chó nhà thịt chó đây nhưng mà thịt chó làm nếu ngon. Chiên chó thì lại thịt chó luôn. Bây giờ cắm luôn cái quả kia vào thôi. Đấy đưa thẳng vào đấy xem là đề thử xem là nó có ô con bà kê không. Từ từ khéo đề không lại giật lại bắn người ra lại. Cắm đi xong rồi tớ đề. Nha, tớ đề thử này. Ấy bảo rồi hoang mang lắm. Chịu chết rồi. Mời sư phụ vào thôi. Làm sao mà chịu chết. Dựng chân trống giữa lên cháu. Sau là lại ra kiểm tra chế và khí. Làm sao mà chịu chết. Nhận quả đệ tử hứa này làm sao mà chịu chết. Này nó đơn giản như là đạn rổ ấy. Cháu ấy đi. Cầm cái tô vít ra. Khóa cái van này vào này. Đấy. Tháo hai con ốc này ra.
Covid kia. Rồi. Đấy, tháo hai con ốc này ra như chú hướng dẫn này. Rồi. Ấn chặt vào. Không chờ nó ốc. Đấy. Bu gì thay mới rồi không nổ được nữa thì phải kiểm tra cái thằng này thì phát một có cái gì đâu mà bó tay rồi cái này phải chế độ máy bị pin yếu sập. Đang vui thì nó lại chuẩn bị đứt dây đàn. Vừa lúc đấy tiện tay cầm cái điện thoại quay quả đầu nhưng mà nó bị sập nguồn luôn anh em ạ. Đây Hiếu vừa lôi máy quay cực xịn ra để quay đấy anh em. Thắng ơi cầm cái ấy đi cháu. Cầm cái xịt. Xịt bụi. Ra xịt cái này vào đi. Loanh quanh làm cái gì đấy. Đúng rồi, cầm cái xịt hơi ra. Thọ đấy nó không phải là sửa kiểu bùi đâu chú ạ. Cái này là do bình xăng của chú nó lâu ngày nó bẩn, nó tắc ở trong này này, cháu tháo cái này ra nó còn chả ra được. Vâng, cho nên chú đừng có chửi thợ kiểu như thế. Vâng, cái này cái quan trọng đây này, thằng đứng ra cho chú ngó đây. Đây này, anh và cả chú nhìn ở trong cái chế này thì cháu nhìn thấy phải đến rất nhiều cặn bẩn ở trong đây vì chú lâu ngày chú không ấy. Không phải, nhưng mà dây nên tôi bảo là tôi bảo cái con máy này tôi bảo để chúng lợn. Vâng. Mấy ngày nay tôi bảo là đấy, sửa chế này. Đây anh nhìn nha, cái dây này là em cho thằng đệ của em tháo ra nhưng mà nó không ra xăng. Đấy. Tớ không biết bây ra giờ, xăng. Bây giờ xịt vào đây đi cháu, xịt vào đây tớ đi. Tớ không biết nhưng mà tớ bảo nó là nha, tớ bảo là con này của tớ để chúng lợn. Nhắm mắt ra. Để chúng lợn lâu rồi. Thế là để tớ lôi ra để thôi. Tớ làm xe lôi. Đấy. Bây giờ nó mới chạy ra này. Là thằng Trung chỉ được chưa? Tớ bảo là từ A đến Z rồi thì bây giờ làm cho chú như thế. Cái này hiện tại cái mức xăng này là nó vẫn bị tắc cháu hiểu không? Nó chưa bao giờ nó phải khỏe hơn tí nữa cơ. Đây này. Cháu ấy đi không chú lại ông lại đi về đến một tí đoạn nhà nó lại bị ấy. Mà tớ bảo Trung chỉ đây cả thế mà. Đấy. Xịt lúc nào nó phải phi phi ở trên này cơ. Xịt đúng một cái lỗ này. Được rồi, ok rồi đấy. Đấy, cháu chưa? Cháu nhìn thấy phịt mạnh chưa? Khóa vào, lắp vào là lỗ luôn. Thôi đừng xịt vào đấy nữa, không xịt. Xịt vào đấy lại dở hơi, thì hai chú cháu lại đi sửa lại. Thôi bắt vào đi, bắt ốc vào. Bắt con ốc như lúc đấy cháu bắt thôi. Vô lý xăng thì đẩy, còn lúc chiều nó lại dở nha. Nó lại thay cho tao con bóp nha. Cháu có tưởng là tháo này ra là xe của chú hết xăng còn bảo thằng đệ của cháu nó còn đổ xăng vào cho chú nhưng mà thấy bình xăng vẫn đầy. Mà nó làm mới thì là nó tháo thế ra sửa lại này. Vặn nhanh cái tay lên. Nó bảo quan trọng đó là bảo để ta để chú lợn lâu rồi. Bây giờ là làm ra làm xe lôi thì mày phải làm thứ A đến Z. Đúng rồi, cái này là do cũng nói chung là chú nói như thế là cũng là một phần do thợ không để ý. Cái chế này rất bẩn anh ạ. Cái chế này là mai chú phải đi ra xuống cháo thì càng tốt, cháu phục hồi cho chú. Vâng, còn nếu như không xuống được cháo thì ra một thợ nào đấy bảo mày rửa, xúc rửa cho chú cái chế. Đúng rồi. Chú thì làm một công nghiệp văn hóa. Vâng, đấy. Đấy thì cháu vâng, thì cháu bảo thằng nó đang cá lô phi của nhà chú kia. Bạn được chưa? Toàn đi chạy qua đây suốt chứ. Mấy năm rồi làm hơi như thỉnh thoảng bán xăm a lốp thì đúng ra là tiện công nghiệp chú ra hai cái quán của vâng. Mình thôi thì mà trường cấp 3 đấy. Vâng, vâng cháu hiểu thôi, cái đấy thì là mình bạ đâu mình làm đấy rồi. Còn những cái vấn đề kỹ thuật thì phải đi đến chỗ nào thợ nó làm nó. Ok, vặn vào chưa? Ừ. Vặn chặt vào. Cái này thì chú đi chửa đi tạm đêm nay thôi. Chứ còn mà muốn ngon là chú phải làm chứ còn không thì nó không nổ được đâu. Được rồi. Đây cháu còn đang lay trực tiếp cho các anh em thợ luôn chứ không phải là mình làm vớ vẩn. Thôi bây giờ nó
đưa vào cắm chìa khóa nó lại lổ phành phạch thì thôi chú. Lại à, đấy, nắp vào. Chú vừa ấn nó vừa bay ra. Rồi. Bật khóa lên. Nhẹ nhàng, đừng ga mạnh quá. Nhưng mà ta cho cái gì vào chế chưa? Cái này nó không biết cái tàu kia có dùng được nữa không? Lôi mẹ cái tàu đấy ra, ấn trực tiếp vào cái tàu đấy, lúc đấy chú thấy nó lôi cả cũ ra. Đúng rồi. Cái đấy hỏng rồi chú ạ. Đấy. Mẹ là cái tàu này hỏng nha chú nha, đấy đề phọt cứt không nổ được đâu. Mới đấy. Đấy. Mới đét hay không thì cháu không biết, nhưng mà đây này. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Lắp cái này vào không nổ được. Rồi cháu đưa vào đi. Nhưng mà thôi 30.000 thì nói làm gì khổ. Đây có cái chấu ba chân. Thôi đi con mẹ này, thì thôi đi lấy cái thay cái mới, cái lổ rồi. Đây có cái bu gì ba chấu ấy. À, anh ơi, theo em nghĩ là anh không dùng cái đấy. Yeah. Vâng, anh vào cái kênh YouTube của em ấy, kênh Dương Văn Hiếu Vlog, anh vào kênh YouTube em có chia sẻ một cái bu gì ba chấu đấy. Khách hàng vừa thay được hình như đâu được nửa ngày là bị chết luôn. Ở đâu chú nhỉ? Nó bị chết luôn thì anh ạ. Vâng, cho nên là em cũng vâng, cái đấy là nó quảng cáo thôi, chứ thực tế ra thì anh cứ chạy buji của Thái mà em thay cho chú đây này là bền nhất, hoặc là cái của Denso, chứ thay hai dòng đấy thôi, còn bất kể các dòng khác không nên thay. Đấy, ở trong cái ngăn thứ hai đây cháu. Đấy, đúng rồi, nhìn có cái nào cái tẩu buji không, thấy rồi gì? Ờ, bạn ra đút ở đây. Đấy, nhiều khi cái tẩu nó bị chết cũng không nổ được. Em thì chia sẻ nhiều các cái video về dạy về xe cho anh em mà. Đây cháu rút cái này ra, cái đấy giữ nguyên. Cầm kìm rổ cái cục này ra thôi. Đấy. Kìm chưa mang đây đâu, đi vào vòng đường kia. Chưa, mình sửa chữa xe máy như này nó là được. Thế gọi là chuẩn. Cháu đang like trực tiếp luôn, không cần phải chỉnh sửa hay cắt ghép, vì cái quan trọng nhất là cái kỹ thuật của mình nó lắm rõ và lắm rất là kỹ rồi, chứ không phải là thợ mới học nghề ra làm. Cho nên là đây là cháu đang đào tạo đệ tử cứng, vặn chứ sẽ bị rổ thế. Đấy, vặn ra đấy, nhẹ nhàng không? Vặn ra nhiều. Đấy. Mất cả hơi chú. Về đi, Lâm về đi. Đấy, có vặn cũng không vặn được, có đi rổ thẳng nữa làm sao mà được. Cháu đang đào tạo đệ tử ruột này để lên để còn làm rút ra thẳng mà cháu được mà. Không, phải vặn ra, nó có gen. Vâng. Bây giờ thì rút ra xem được chưa hay là vẫn vặn thêm. Không, không quay được đâu, chú cứ để đấy, nó không quay được. Nó có cái gen ở đấy mà. Rồi. Cái này là do cái này ở trong cái tẩu buji của chú đây này. Nó bị cháu không hiểu làm sao nó bị buột ra hay bật ra, hay là chú nhổ mạnh quá nó bật ra thì không biết. Chú nhổ mạnh quá đúng không? Chú giật ra luôn đúng không? Đúng rồi, thế là chú làm hỏng đấy, chứ không phải là thợ nó thay cho cái đều đâu. Vâng, chú làm hỏng rồi, chú giật ra. Cái này nó có gen mà, chú cầm cái này này. Đây có cái gen này này, chú nhìn thấy chưa? Vâng. Đây là chú giật ra. Đéo nổ được phải giật chứ gì nữa. Nó bảo thằng Trung nó dặn bảo hết gì mà không nổ thì ông đấu trực tiếp, ông rổ ra ông đấu trực tiếp vào. Nó dặn đi đường xa. Đó, bây giờ cháu nổ lên cho chú, nổ lên đi. Xong là con này không cần ga mạnh đâu. Đấy. Thôi bây giờ lắp cái buji cũ ra cho chú đi, thay tháo cái buji mới coi như mình cắt đi là ok rồi. Buji chú cũ của chú không chết đâu. Mình làm cái gì cho nó ấy vẫn nổ được. Còn chú mà muốn thay thì thay. Mai tớ ra đây tớ sụp chế đầu được. Con này cái gì chết rồi thì thay. Nó không chết nhưng mà nó lâu quá. Lâu quá. Vâng, thôi thay luôn đi chú nha. Vâng vâng. Đỡ một công cho tao đi thay lại. Thôi đi vặn nốt cái kia cho nó ok. Cho nó
anh có 75.000 không? Đây này khách hàng đâu chú, cho cháu quay có quả cục tiền đấy. Đây này khách hàng mang mấy chục triệu đi sửa xe này, sợ quá. Thay bugi cả tẩu ấy có 75.000 thôi mà chú đưa mấy chục triệu. Chú có hay đánh đề không chú? Để cháu gửi chú. Ai đánh rồi? Đê Tử Ruột, chào anh em đây. Chào tất cả bà con nhá. Này đã bắt bệnh xong rồi. Và phải nhờ đấy ạ. 3-5 năm tuổi mà. Ôi muộn rồi, chào anh em. 3-5 năm tuổi thì chú về nhá. Dạ vâng.